Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc và sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, con trâu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Sửu có vận trình tốt đẹp, công việc hanh thông thuận lợi. Do được tam hợp cục với tháng cho nên những gia chủ tuổi Sửu sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, khiến cho mọi việc được diễn ra thuận lợi, tiền bạc ùn chảy đều về chặt két. Và để biết được vận trình tuổi Sửu trong tháng 8 âm lịch này gặp được những may mắn cát lành như thế nào, thành tựu trong tháng 8 của họ rực rỡ ra sao và con giáp này còn có những điểm gì chúng ta cần phải lưu ý, thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung mà chúng tôi thông tin đến quý vị sau đây. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Sửu trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Con đường công danh sự nghiệp của quý vị gia chủ tuổi Sửu trong tháng này được dự đoán là tương đối ổn định. Cục diện bán tam hợp đem lại nhiều may mắn cho các quý vị gia chủ tuổi Sửu. Vì thế mà thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Đi xa làm ăn hay ngoại giao đều gặp được quý nhân tương trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Những người làm công ăn lương tháng này có nhiều cơ hội để tăng tiền lương, tiền thưởng. Tuy vậy, thu nhập cao đi liền với công việc vất vả, lao tâm khổ tứ nhiều cũng cần chú ý đến sức khỏe. Với người kinh doanh buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, việc cũ việc mới luân chuyển hài hòa, càng mở rộng, càng nhiều không gian phát triển. Năm nay cũng khá thích hợp cho những người có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá những bước đi mạo hiểm, hứa hẹn nhiều trải nghiệm bất ngờ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Luận giải tử vi tháng 8 năm 2022 cho người tuổi Sửu, tháng này tài lộc khởi sắc, tiền bạc hanh thông. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, không còn quá chúc chắc, vất vả như trước. Đương số mưu sự dễ thành, dù quá trình làm việc có thể gặp đôi chút trở ngại nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về lợi nhuận tốt. Mức độ tiêu hao tiền bạc trong tháng không quá nhiều, thu chi cân đối, đương số tiết kiệm thuận lợi, tích lũy được một khoản kha khá, yên tâm cho một vài kế hoạch sắp tới. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xét tổng quan tử vi sức khỏe tháng này không có vấn đề gì phải lo lắng nhiều, không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc mà mau lành. Tuy vậy, không vì thế mà chủ quan, luôn có hung tinh rình rập cảnh báo tuổi Sửu vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải gây chảy máu thương tổn. Các quý vị gia chủ tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 8 năm 2022 cho gia chủ tuổi Sửu về phương diện tình cảm gia đạo khá thuận lợi và suôn sẻ. Có những người đã yên bề gia thất thì trong tháng này tình cảm mặn nồng, gia đình hòa thuận, vui vẻ, con cái ngoan ngoãn, nghe lời. Lại thêm trong tháng này có tin vui về thêm người thêm của, đặc biệt có người từ phương xa trở về đoàn tụ. Trong tháng có vận quý nhân vượng, tình duyên của những người tuổi Sửu được hỗ trợ mạnh mẽ, nhất là nam nữ độc thân, nữ mạng, dễ gặp được người ưng ý. Nam mạng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, không hề cô đơn lẻ bóng. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 8 âm lịch năm 2022, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997.
Tử vi của những người tuổi Đinh Sửu rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong tháng này. Không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Cát khí hỗ trợ mạnh đường công danh, gia chủ sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều cần nhớ, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân là chủ yếu. Các bạn còn độc thân, cũng đang được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Bạn chỉ cần đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở người tuổi này là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân bằng thu chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Trong tháng này, vận khí của những người tuổi Ất Sửu không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần học cách tiết chế tính nóng của mình. Ở giai đoạn này, cảm xúc của bạn rất dễ dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình càng nhiều. Nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tin vui với những người tuổi Quý Sửu trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc, rất đáng mong chờ. Đặc biệt là về tài lộc, không chỉ chính tài ổn định mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên vì tiền bạc đến nhanh nên một số người nảy sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi, khiến tài lộc thất thoát. Phương diện tình cảm trong tháng khá ổn định, gia đạo êm ấm, hòa thuận, vui vẻ, không có mâu thuẫn hay tranh chấp quá lớn. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tháng này gia đạo của các bác rất tốt, hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ sum vầy, không xảy ra va chạm. Gia chủ cần chú ý đến sức khỏe, đặc biệt cẩn trọng tai nạn bất ngờ xảy ra khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành lại. Thời tiết này giao mùa, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Trong tháng này sức khỏe bản mệnh tốt, không có điều gì phải lo lắng. Nếu đau yếu cũng chỉ qua loa, gặp thầy gặp thuốc, nhanh lành bệnh. Đương số có thể lực khá sung mãn, thoải mái làm điều mình mong muốn. Tài vận khá lý tưởng, lương hưu được cải thiện, có thêm thu nhập phụ hoặc được con cái hỗ trợ thêm. Tháng này gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa tốt đẹp. Nhờ thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến, kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn đối với con giáp này. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022, kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Sửu, trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 8 năm 2022, tức ngày 3 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 8 năm 2022, tức ngày 15 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Tân Mùi, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Sửu trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Tý, có nạp âm Tang Tráng Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 8 năm 2022, tức ngày 8 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Giáp Tý, có nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 8 năm 2022, tức ngày 20 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Bính Tý, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc
liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn nghề tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Sửu trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể ủng hộ cho chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những nội dung tiếp theo của chương trình. Xin mến chào.